bây giờ em sẽ vô đây mình mua cây súng lên. Rồi bây giờ em sẽ mua một cây súng trị giá 6.500, một cái shotgun. Rồi trang bị mình sẽ vô đây để mình coi coi là cái gì bây giờ chắc là mình sẽ bỏ cái cây bắn tỉa ra, lát nữa mình sẽ bắn tỉa thử cho các bạn xem. Còn bây giờ thì mình sẽ lấy cái cây giữ của mình, cái cây 4.500 tiền bộ cạp vest của mình. Sau đó mình sẽ ra. Cây shotgun này thì có 6 viên. Bây giờ mình sẽ đi bắn luôn. Game này là thuộc dạng là game bắn súng gọi là theo kiểu đồng đội. Rồi Tới công chuyện rồi. Có một bạn đặt tên là Doraemon Yuki. Bye.
chưa? Được rồi.
thì mình có đeo một cái khẩu trang. Thế nữa mình sẽ cho mình con xem tiếp. Đây rồi, đâu?